Nhưng mà đẹp dữ vậy trời. Ôi gái nào mà xinh dữ vậy. Con nhà mà đẹp cái ghê kìa. Đẹp dữ vậy sao? Ôi quỷ. Quỷ cái gì? Hả? Ông đang coi cái gì vậy? Đang coi cái gì? Đang coi tin tức. Đang coi tin tức. Tôi đang đọc báo. Dữ gì sao? Báo gì mà chẳng nổ nghe. Tại tôi lướt nhầm, tôi lướt nhầm đó. Lướt nhầm. Độ đẹp dữ ha. Tại sao tôi đi ông không dòm mà ông đi dòm nó? Hả? Tại sao? Bà bây giờ biết bao nhiêu lâu nay là đủ rồi. Đủ rồi phải không? Ông muốn dòm lắm không? Trời ơi, nhỏ đẹp quá chứ gì. Ôi tôi thì còn mê chứ ông. Mà đưa đúng rồi, đẹp thiệt mà. Đẹp thiệt phải Ừ. không? Ngồi đó. Ông ngồi yên nghe tôi. Ông mà đi một cái làm tới số với tôi. Đợi tôi một xíu. Đâu vậy trời? 1 2 3 4 2 3 1. Hình như anh nói anh sai rồi. 1 2 3 4 2 3 1. Hình như anh nói nhìn đây, nhìn đây. Mời anh vào tim em game xem có gì nào. Có gì nào. Nhìn vô đây. Nhìn vô đây. 1 2 3 4 2 3 1. Hình như anh nói anh sai rồi. Ông nhìn ở đâu vậy? Tôi đang nhìn bà mà tôi nhìn ở ở ở dưới chân. Hồi nãy là ông nhìn quá trời ông nhìn mà. Đúng không? Đúng đẹp mà. Muốn nhìn nó phải không? Nhìn thẳng vô đây để cho ông nhìn nó sáng mai luôn. Mày làm gì vậy? Mày như con bạch tuộc vậy? Cái gì? Làm gì như con bạch tuộc vậy? Cho con chồng nhảy, cho con chồng nó coi. Nhảy gì? Tôi mà sáng tôi lỡ đang đọc báo, tôi lướt lướt thấy con nhỏ gì nó nhảy mày nhìn đúng không? Ủa mày ơi, mày khỏi mày lỡ mày ơi. Đàn ông tụi bay hả, lỡ với cùi không à. Sáng đang lướt đọc báo thì tôi lướt thấy ai biết bà sau lưng không? Thử gì sao? Trời ơi, là giờ muốn nhìn gái phong, muốn nhảy phong. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Nhìn vô đây, nhìn thẳng vô đây. Một cái là ăn tán liền. Như nãy nào mày không nhìn không chán thì thôi. Hình như chán anh nói tôi anh chán sai, hả? chán không? Không mà nhầm khi nó nói thiệt á, thấy mày nhảy không có chán thiệt luôn. Muốn chán dữ không? Nãy mà nó nhìn chán thì thôi, giờ tôi chán rồi nè. Ông bỏ chưa? Rồi, biết rồi, nãy lỡ thôi, tôi có muốn đâu. Bỏ ra. Chồng với con. Trời ơi, tôi đẹp mà chết thì không nhìn mà nhìn vô đó. Rồi bây giờ bà lấy cái đầm đâu ra, bà che vợ lòng sai sai. Gì? Mày nói mày đẹp hả? Ừ. Có cái kiến mà nhìn chưa? Đẹp chưa? Đẹp chỗ nào? Bữa nay cái đầm bà lấy đâu ra mà che vợ lòng thầm gì? Năm mượn bé Tư đó. Con bé Tư nào mà mặc vừa cái đầm này? Cái gì? Không, cái đầm nó trước khi nó còn mặc. Mày biết cái đầm này ở đâu không? Đâu? Nó lấy lén của con Bích đó, nó mặc không vừa, để đó, nó tính làm đồ lao, mày qua mày mượn luôn đó. Rồi bà coi mặc đồ có giống ai không? Qua đây kiếm làm gì vậy? Tự nhiên mình thấy mày nhảy xong tao quên tao kiếm mày làm gì luôn rồi. Trời ơi, rảnh quá má ơi. Biết. Bỏ nha. Biết biết rồi. Rồi đi đâu vậy? 1 2 3 4 2 3 4. Lẹ 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 đi vô thay đồ đi chơi mẹ. Lẹ đi vô thay đồ đi chợ nè. 1 2 3 4 tối ngày. Nãy tôi lỡ thôi, ai biết mà bà sao lưng đỡ đỡ đi. Ôi mà bò qua làm gì? Thì tao đợi nó đi chợ nè. Đi đi chợ đi, đi vô. Thấy ngồi 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 chứ. Vô bắt lấy coi nó đi. Thôi nghỉ rồi. Giờ lâu lắc giờ nắng nôi chết. Thử. Đi em coi. Alo. Dạ, một xíu nữa em về tới á. Dạ. Xíu nữa chở em đi chơi nha. Dạ. Em muốn đi shopping nữa đó anh. Rồi, ok anh. Dạ vậy thôi nha em về. Dạ yêu anh đi. Xíu em về nha. Dạ trời ơi em sắp tới rồi. Bà né, cho người ta đi, cho ta nói chuyện điện thoại vậy, nó né ra nhìn như đây nè. Bà tôi nhìn hoài, nó né ra cho người ta đi kìa. Đi thì mắc gì không đi đi bà nội. Sao bà lấy tôi đây vậy? Bà đây
chứ có nhà của tao đứa nói chuyện tính quá eo mà làm như chị chưa được nói chuyện vậy. Hello, honey hả? Anh sắp viên đâu, em bị sắp viên nha. Đi mình đi má. À, gì đâu trời. Xếp vô, đi em qua đi em. Lên xe, đi. Chở. Bộ mắt quá ha. Ôi, vui quá ha. Nhìn cho nó trời ơi. Trắng nõn nè luôn chèn. Tôi đâu có làm gì sai, tự nhiên tôi đang đứng đây cái nó lại đứng nghe điện thoại thôi. Mắt tôi phải nhìn thôi, chứ không lẽ giờ nó nghe điện thoại tôi biết dạo khác gì. Muốn nhìn đúng không? Muốn nhìn dữ lắm cái gì? Vui lắm vậy? Thì đứng trước mắt tôi không lẽ đi qua chỗ khác trời. Ông đừng có nói nhiều nữa ha. Rồi lên đi chợ nè. Đi nha, ông đợi tôi xíu. Sớm đi chợ đi. Đi đồ cái. Chưa nắng mà đợi lâu lắc. Ông làm cái gì vậy? Hả? Ông làm gì ông nói vậy? Hả? Ối là sao? Thái độ gì? Hả? Không hài lòng hay là không thích? Nó có tự nhiên tôi bị chọt bụng, tôi mắc ối. Chọt bụng đây chọt bụng sao? Hả? Ông nhìn con nhỏ kia được mà ông nhìn tôi ông ối đúng không? Tại hai cái giao diện nó lạ quá. Lạ gì mà lạ? Trời ơi! Tôi cũng vòng nào ở vòng mấy ông nhìn đi. Ông nhìn thử đi. Ông thấy không? Khúc trên là Vũng Tàu, khúc dưới là Cà Mau. Thì chưa vừa lòng ông nữa hả? Ông muốn sao? Là sao? Hả? Thích nhìn cái lạ lắm đúng không? Nhìn qua đây. Nhìn đây. Nhìn thẳng vào mặt tôi nè. Đây nào. Đi chợ đi. Tôi mới ăn xong một hồi tôi nôn ra hết, bây giờ lên xe lẹ đi. Bà đừng có đứng trước mặt tôi nữa đi. Ông đang giỡn mặt tôi không? Đứng trước mặt. Ngày xưa ông khen tôi đẹp. Ông mới lấy tôi, bây giờ ông chán đúng không? Ông chán cơm thèm phở, ông muốn ghiêu không? Không có đâu. Ông muốn ghiêu không? Cần nó cho thêm tí mắm tôm vô không? Hả? Để rồi, đẹp. Không có đi đâu hết trơn á. Ông đứng đây nhìn cho tôi, nhìn tới chiều của tôi. Đứng đây cho ông nhìn. Ủa chị Liễu? Đâu hả? Cái gì? Đâu hả? Đi chợ. Trời đất ơi, đi chợ. Ăn đồ tôi nói bà đi hát không á. Hát gì bà nội? Trời có kìa. Trời đất ơi. Đi chợ mặc đồ bình thường không chịu đâu. Ờ, tao đi chợ tao mặc đồ bộ đồ bông về cho mát không? Mày coi đó, dạo này nó muốn nhìn gái lắm rồi ha. Hồi nãy thấy nhỏ kia đi ngang đây đứng một cái, nó nhìn muốn ngớt con mắt ra ngoài. Trời đất ơi, có vợ rồi đó ông nội. Chẳng qua là nãy đợi lâu cái tự nhiên nhỏ kia nó lại đứng đây nó nghe điện thoại nó có nhìn ông đâu. Ông đừng có nói nhiều nữa, tôi biết ông con người ông sao hết trơn, ông đừng có gian dối ở đây ha. Ông chán cơm thèm phở đúng không? Có đâu. Không mà chắc nhỏ tao không có nói nhiều nữa ha. Móc bỏ tôi nha. Rồi, biết rồi, đi chợ nè. Ông đứng ông nhìn cho tôi, nhìn chừng nào mà ông cảm thấy chán thôi. Hay là móc đừng có nhìn con khác nữa. Nhìn kỹ cho tôi. Chán à. Nhìn nó kỹ vào. Xây chỗ khác là tới ông chỉ với tôi liền. Là tháng này là chuyện ăn sáng luôn. Thái độ gì vậy? Đừng. Nhìn thẳng vô đây. Xây mặt chỗ khác là tới ông chuyện với tôi liền. Ha. Tôi mới vừa ăn thôi bà. Ở biết chơi boxing không? Hả? Hay là muốn tôi đấm vô mặt ông? Mà tôi mới nhìn thẳng vô đây. Mở mắt to lên. Sao hấp dẫn, nhìn đây. Vợ chồng chị dòm nha em đi nha. Ủa dạ, chơi với tôi, chịu, sống rồi, chịu, sống rồi. Con quỷ. Bẻ lên cho nó lợi nè. Giận sao? Sao không, lụm lên chứ. Đau quá, chết kìa mẹ ơi. Làm gì chi, cho khổ gì không biết nữa.
sao mấy con kia nó công hay mà sao công không được chứ ta? Tẹo được như người ta thì thôi, đừng có cố gắng làm cái gì. Không có, em nói chị cũng đẹp nữa nhưng mà người ta dẻo hơn. À da. Chứ khiêng chị vô nhà em ơi, đau quá đau rồi. Đó. Đi vô nổi không? Chi cho mặt cực vậy không biết nữa à. Không biết là gì nữa. Đó. Từ từ nghe thôi.